Tại sao chúng ta phải quan tâm đến cái bệnh lý tiền tiểu đường này? Là bởi vì nó là một cái tình trạng cảnh báo rằng các hạ sắp bị tiểu đường rồi nha. Có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta đều biết đến căn bệnh tiểu đường rồi phải không ạ? Nó là một cái bệnh không thể điều trị khỏi hoàn toàn mà người bệnh phải dùng thuốc hàng ngày và dùng suốt đời. Thế nhưng cái anh tiền đái tháo đường này thì lại có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Nhưng nếu như chúng ta không phát hiện và can thiệp kịp thời thì tiền đái tháo đường có thể trở thành đái tháo đường thực sự. Vậy thì tại sao chúng ta không đặt ra một cái vấn đề là chúng ta cần phải phát hiện bệnh ở cái giai đoạn tiền tiểu đường này đi để mà có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời, không cho nó trở thành tiểu đường thực sự nữa. Và đó chính là cái lý do mà bác sĩ Thủy làm cái video này. Về cái bệnh lý tiền tiểu đường này thì chúng ta cần nắm được ba cái vấn đề cơ bản sau nha. Cái đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu tiền tiểu đường là gì. Thế thì tiền tiểu đường nó là một cái tình trạng mà lượng đường trong máu của chúng ta cao hơn ngưỡng bình thường, thế nhưng mà chưa đạt đến ngưỡng để chẩn đoán tiểu đường. Tức là như thế này, tức là cơ thể của chúng ta đang ở cái trạng thái mà đường huyết bình thường phải không nào? Vì một cái nguyên nhân nào đó nó làm cho cơ thể bị rối loạn quá trình chuyển hóa đường và làm cho đường trong máu tăng dần lên đến cái ngưỡng có biểu hiện ra bệnh tiểu đường. Thì cái giai đoạn trung gian chuyển tiếp giữa bình thường và tiểu đường thì người ta gọi là giai đoạn tiền tiểu đường. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Vậy cái vấn đề thứ hai là gì? Đó là chúng ta làm như thế nào để mà biết được là chúng ta có bị tiền tiểu đường hay không? Thông thường đối với các cái bệnh lý thì để phát hiện ra bệnh người ta sẽ dựa vào biểu hiện bệnh như thế nào, rồi thì xét nghiệm ra sao. Nhưng mà cái bệnh tiền tiểu đường này ấy thì hầu như là nó không có cái biểu hiện bệnh đặc hiệu gì cả. Một số người thì có thể có là gầy sút cân một chút, hoặc là cảm thấy thèm ăn hơn, hoặc là uống nhiều nước hơn, hoặc là đi tiểu nhiều hơn, nhưng mà không rõ ràng. Tóm lại là biểu hiện bệnh của nó không có đặc hiệu. Vì vậy, để phát hiện ra là mình có bị tiền tiểu đường hay không thì cách duy nhất là mình phải đi xét nghiệm máu. Và để đi xét nghiệm máu thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải nhịn đói qua đêm nha. Và sáng sớm hôm sau chúng ta đi đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm, lấy máu trong cái tình trạng là chúng ta đang còn đói. Thế và cái xét nghiệm máu ấy thì chúng ta lưu ý là phải làm hai cái chỉ số. Chỉ số thứ nhất là cái đường máu lúc đói. Cái chỉ số thứ hai là cái đường máu trung bình trong 3 tháng, tức là cái HbA1c. Đối với cái đường máu lúc đói, nếu như cái kết quả của chúng ta mà dưới 5,6 mmol trên lít thì là bình thường. Còn nếu như mà kết quả của chúng ta nằm trong cái khoảng từ 5,6 cho đến 6,9 mmol trên lít thì là chúng ta đã bị tiền tiểu đường rồi đấy nhá. Thế còn nếu như mà kết quả của chúng ta mà từ 7,0 mmol trên lít trở lên thì có khả năng là bạn đã bị tiểu đường rồi và khi đó phải làm thêm xét nghiệm để mà chẩn đoán tiểu đường nha. Còn đối với HbA1c, nếu như mà kết quả của chúng ta là dưới 5,7% thì là bình thường. Từ 5,7 cho đến 6,4% thì là bị tiền đái tháo đường. Còn từ 6,5% trở lên thì là bị tiểu đường. Thế và thông thường thì cái HbA1c đó thì người ta hay dùng trong chẩn đoán theo dõi điều trị bệnh tiểu đường. Thế còn tiền tiểu đường thì chúng ta quan tâm đến cái đường huyết lúc đói là tốt lắm rồi. Và chúng ta nhớ hai cái chỉ số này nha, là cái đường huyết lúc đói của chúng ta nằm ở trong cái khoảng là từ 5,6 cho đến 6,9 mmol trên lít là chúng ta đã bị tiền tiểu đường rồi đấy nha. Thế thì những người có nguy cơ cao bị tiền tiểu đường bao gồm đầu tiên đó là những người trên 45 tuổi. Cái thứ hai đó là những người có thừa cân béo phì, tức là có chỉ số BMI mà trên 23 đó, thì chúng ta cũng nên đi kiểm tra cái đường huyết lúc đói này. Những người mà có cái bệnh tim mạch như là huyết áp cao, xơ vữa động mạch, rồi rối loạn mỡ máu thì chúng ta cũng nên đi kiểm tra cái đường máu lúc đói định kỳ. Rồi những phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc là những chị em mình trong quá trình mang thai đó, chúng ta đã từng bị chẩn đoán là tiểu đường thai kỳ thì chúng ta cũng nên định kỳ đi xét nghiệm cái đường máu lúc đói này để chẩn đoán sớm cái tiền tiểu đường nha. Những người mà chúng ta có cái yếu tố di truyền, tức là trong gia đình của chúng ta có bố,
mẹ đẻ, anh chị em ruột bị tiểu đường thì chúng ta cũng nên đi xét nghiệm cái đường huyết mức đói này định kỳ. Rồi những người mà chúng ta hút thuốc lá nhiều này, những người mà ít vận động thể lực thì cũng nên đi kiểm tra đường huyết mức đói định kỳ, vì là cũng có cái nguy cơ cao là sẽ bị tiền tiểu đường. Đó thì chúng ta sẽ dựa vào các cái yếu tố nguy cơ này để đánh giá xem là mình có cái nguy cơ cao bị tiền tiểu đường hay không, để mà có cái hướng là mình đi kiểm tra đường máu mốc đói định kỳ nhằm phát hiện sớm cái căn bệnh tiền tiểu đường này nha. Vậy thì sau khi mà chúng ta đi xét nghiệm và phát hiện ra là chúng ta bị tiền tiểu đường rồi thì chúng ta cần phải có cái biện pháp can thiệp để tránh nó phát triển thành bệnh tiểu đường thực sự. Thế thì cái bệnh tiền tiểu đường này thì nó không gây cho chúng ta một cái khó chịu gì cả, tức là cơ thể của chúng ta thì vẫn cảm thấy khỏe mạnh, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ để mặc kệ nó thì chỉ sau khoảng từ 6 tháng cho đến 5 năm thì nó sẽ phát triển thành cái căn bệnh tiểu đường thực sự. Và khi đó nếu đã thành tiểu đường rồi thì không thể điều trị khỏi được nữa. Vì vậy nếu như mà chúng ta phát hiện ra là chúng ta bị tiền tiểu đường thì chúng ta cần phải có cái biện pháp can thiệp ngay để mà trị dứt điểm nó, ngăn không cho nó phát triển thành bệnh tiểu đường nha. Về điều trị tiền tiểu đường thì sẽ có hai bước. Bước 1 là chúng ta sẽ thay đổi cái chế độ ăn uống và vận động thể lực của chúng ta. Thì bước 2, sau khi mà chúng ta thay đổi chế độ ăn uống và vận động thể lực rồi mà cái đường huyết nó không trở về bình thường được thì sẽ cân nhắc phải dùng thuốc. Về thay đổi chế độ ăn uống và vận động thì chúng ta sẽ tiến hành theo cái nguyên tắc sau nha. Đầu tiên, nếu như mà bạn có thừa cân thì phải giảm cân ngay. Tiếp theo là tránh tất cả các cái loại đồ ngọt như đường, sữa, bánh, kẹo ngọt, rồi nước ngọt. Tránh tất cả các cái loại tinh bột mà có chỉ số đường huyết cao, ví dụ như là gạo trắng mà xay sát kỹ này, khoai tây, miến rong và khoai lang bỏ lò. Khuyến khích sử dụng các cái loại tinh bột mà có chỉ số đường huyết thấp, ví dụ như là gạo lứt, rồi bánh mì đen. Rồi tránh tất cả các cái loại thịt đỏ như là thịt bò, thịt dê, thịt trâu, thịt cừu. Chuyển sang ăn các cái loại thịt gia cầm, rồi thịt cá. Tiếp theo là chúng ta tránh sử dụng mỡ động vật và chuyển sang là dùng dầu thực vật. Rồi tránh tất cả các cái loại quả mà có chỉ số đường huyết cao, ví dụ như là dưa hấu, mít, sầu riêng, nhãn, vải. Khuyến khích sử dụng các cái loại trái cây mà có chỉ số đường huyết thấp, ví dụ như là bưởi, ổi, táo, lê, cam, thanh long, dâu tây. Khuyến khích ăn tăng rau xanh và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Về cái chế độ vận động thì chúng ta cần phải duy trì tập thể dục thường xuyên với cái cường độ là ít nhất 30 phút một ngày và ít nhất là 5 ngày trong một tuần. Bạn có thể lựa chọn các loại hình, ví dụ như là đi bộ này, đi bộ nhanh, hoặc là chạy bộ thì càng tốt, hoặc có thể là aerobic, hoặc là thể dục dụng cụ. Và sau khi chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống, chế độ vận động rồi mà cái đường huyết không trở về bình thường được thì sẽ phải cân nhắc dùng thuốc để điều trị bệnh tiền tiểu đường này. Khả năng là bác sĩ Thủy sẽ có một cái video chuyên sâu chia sẻ về cái phác đồ điều trị tiền tiểu đường. Còn trong cái nội dung của video này thì cũng khá là dài rồi, nên bác sĩ Thủy sẽ chia sẻ một cách khái quát như thế thôi nha. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của bác sĩ Thủy về cái bệnh lý tiền tiểu đường này. Hy vọng là nó có thể giúp ích được phần nào trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nếu như mà bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng bác sĩ Thủy Triệu một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin hữu ích sớm nhất nha.